Website đào tạo Forex gửi nhà đầu tư mời nhà đầu tư theo dõi live stream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Đây là những giá trị chia sẻ live stream trực tiếp từ những giao dịch của bên trung tâm đào tạo Forex để đến nhà đầu tư. Chúng tôi mong muốn rằng những giá trị chia sẻ trực tiếp này sẽ hỗ trợ cho nhà đầu tư có thể đánh giá được các cái giá trị giao dịch ở trên thị trường, và nhà đầu tư có thể thấy được các cái giá trị thực tiễn ở trên thị trường giao dịch Forex là như thế nào và lý do tại làm sao 95% nhà đầu tư tham gia vào thị trường giao dịch Forex lại thua lỗ trên thị trường. Bởi vì đó chính là một vấn đề là người thầy mà chúng ta đang đi kiếm để học những cái kiến thức hay học những cái kỹ năng giao dịch, họ không thể nào chứng minh được cho chúng ta những cái giá trị thực tiễn trên thị trường, đó chính là tài khoản giao dịch live của bản thân họ. Người không chứng minh được tài khoản giao dịch live của bản thân họ trên thị trường có nghĩa là người sẽ không giao dịch được ở trên thị trường. Thước đo duy nhất ở trên thị trường giao dịch Forex đó chính là tài khoản giao dịch. Bởi tài khoản chính là thước đo để chúng ta có thể đánh giá được trước khi chúng ta tham gia bất kỳ một khóa học nào đó. Chính vì vậy, khi các bạn muốn học ở đâu, các bạn phải coi được tài khoản của người đứng ra chia sẻ kiến thức ở nơi đó. Chúng ta bỏ tiền thật ra để học, chứ không phải là nhà chúng ta bỏ tiền demo ra để học những giá trị demo và học những giá trị lời hứa trên thị trường. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải xem xét, cần phải đánh giá cho thật kỹ. Đó là giai đoạn đầu tiên trên thị trường mà trung tâm đào tạo Forex muốn giới thiệu đến nhà đầu tư, để nhà đầu tư có thể có được cái nhìn khách quan hơn trên thị trường và đánh giá đúng các giá trị giao dịch ở trên thị trường Forex này, để có thể giúp cho các bạn thành công ở trên bước đường trên thị trường giao dịch Forex. Thứ hai, khi các bạn tham gia vào trong thị trường Forex thì toàn bộ các kiến thức học thầy phải chứng minh trên chính tài khoản live của bản thân họ. Thế nên trong cái quá trình các bạn học ở trên học về cái kiến thức của họ thì họ phải lấy tài khoản của họ ra để họ giao dịch live để minh chứng cho cái điều mà họ đã chia sẻ cho bản thân các bạn đang ngồi nghiền ngẫm để học những giá trị đó, bởi vì sau này các bạn sẽ phải là ra giao dịch bằng trên chính tài khoản của bản thân các bạn. Bởi vì tiền các bạn bỏ ra là tiền thật, thế nên không thể nào những kiến thức này sẽ đánh ra trên demo hoặc là dạy vào thứ bảy chủ nhật. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải nhìn và xem xét cho thật kỹ. Nếu mà nhà đầu tư không đánh giá được các giá trị này trên thị trường, đây là điều hết sức nguy hiểm để cho các bạn vận dụng sau này vào trong thực tiễn. Chúng tôi mong muốn rằng nhà đầu tư hiểu rõ giá trị này, bởi vì chúng ta mất tiền thật ra học, chứ không phải chúng ta đi học cái giá trị kiến thức để đánh trong demo. Bởi vì không, sau này các bạn ra vận dụng trên ngoài, các bạn sẽ bị tử nạn với những kiến thức không áp dụng được vào thực tế. Chúng ta phải biết rằng giữa giá trị sách vở và giá trị thực tế là hoàn toàn hai giá trị khác nhau trên thị trường. Đây là điều mà các bạn cần phải nhìn nhận, xem xét cho thật kỹ. Rồi sau cái quá trình các bạn tham gia vào khóa học của họ đã học xong rồi, thì tuyệt đối ra không được mở tài khoản giao dịch ngay. Bởi vì đây chính là thời điểm mà bản thân thầy của các bạn phải có trách nhiệm chứng minh cho các bạn về các cái kiến thức giao dịch đã dạy cho các bạn từ 3 cho đến 6 tháng trên chính những giao dịch của họ trên tài khoản live, và các bạn phải nhìn thấy được tài khoản live này. Như vậy thì các bạn mới có thể hiểu và vận dụng vào trong thực tế. Các bạn muốn có tâm lý ổn định thì các bạn phải thấy được thầy của các bạn giao dịch từ 3 đến 6 tháng thì dần dần các bạn mới có thể điều chỉnh được. Cũng giống như các kỹ năng giao dịch và các cái xử lý tình huống ở trên thị trường, chỉ có bản thân các bạn phải thấy được thầy của các bạn chứng minh rõ điều này thì sau này các bạn mới có được kỹ năng giao dịch và những cái kinh nghiệm để các bạn xử lý các cái tình huống. Và sau cái thời gian 3 đến 6 tháng thì các bạn mới nhìn nhận được xem rằng cái kiến thức các bạn đã học có vận dụng vào thực tế, có kiếm được ra lợi nhuận hay không, thì lúc này chúng ta mới ra mở tài khoản nhỏ 20-50 đô để chúng ta tập ở trên thị trường. Tuyệt đối khi mà thầy của các bạn không ra chứng minh được điều này thì không được mở tài khoản ra giao dịch live trên thị trường. Đây là những giá trị chúng tôi chia sẻ để nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá cho thật đúng. Cũng như sau này các bạn ra ngoài nhận chiến lược ở đâu thì cũng phải yêu cầu họ qua những cái bước này trên thị trường, chứ không phải chúng ta cứ ra nhận chiến lược một cách bừa bãi trên thị trường mà không có sự chứng minh. Đây là điều nhà đầu tư cần phải xem xét, đánh giá cho thật kỹ, cũng giống như chúng ta đánh tài khoản farm hay là nhà chúng ta đi giao dịch giao cho một ai đó đánh ủy thác, hay là bản thân chúng ta mua robot copy thì chúng ta phải qua lần lượt các giá trị này trên thị trường. Đây là điều mà chúng tôi chia sẻ cho nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá. Website đào tạo Forex mong muốn rằng những giá trị chúng tôi chia sẻ, nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá đúng được ở trên thị trường. Ngoài những giá trị giao dịch thực tiễn live stream trong suốt thời gian qua, thì chúng tôi có thể cứu những tài khoản